làm thế nào nhẫn nại và khiêm tốn được cuộc sống yên ổn. Hãy sống tốt và khiêm tốn là hai yếu tố quan trọng giúp mỗi người phát triển bản thân và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Dưới đây là một số cách giúp bạn thực hiện điều đó. Hãy thực hành lòng biết ơn, hằng ngày, dành thời gian để nghĩ về những điều bạn có, thay vì focus vào những gì bạn thiếu. Điều này giúp bạn trân trọng cuộc sống và giảm bớt cảm giác thèm muốn. Hãy lắng nghe người khác, khi giao tiếp, chú ý lắng nghe ý kiến và cảm xúc của người khác. Điều này không chỉ làm cho bạn trở nên khiêm tốn hơn mà còn giúp bạn hiểu được quan điểm của người khác. Hãy thực hiện hành động tốt, những hành động nhỏ như giúp đỡ người khác, tặng quà, hay đơn giản là mỉm cười với người xung quanh có thể mang lại niềm vui cho bạn và người khác. Hãy tìm hiểu bản thân, dành thời gian để phản ánh về bản thân. Nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình sẽ giúp bạn trưởng thành và phát triển. Hãy chấp nhận sự thất bại. Thất bại là một phần của cuộc sống. Nhận ra rằng mọi người đều có lúc mắc sai lầm và học hỏi từ những thất bại đó. Khuyết điểm, đừng ngần ngại nhận ra rằng mình không hoàn hảo. Điều này giúp bạn trở nên khiêm tốn hơn và dễ gần hơn với mọi người. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự khiêm tốn và lòng tốt không chỉ làm cho bản thân bạn trở nên tốt đẹp hơn mà còn ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Quý vị và các bạn đang nghe Cải Thiện Cuộc Sống, nhớ like và share để nghe những video phát triển sự nghiệp kế tiếp. Chúc khỏe mạnh, giỏi giang, may mắn và thành công.